Phòng nhiễm virus corona, 10 gia vị bình dân tuyệt vời cho hệ miễn dịch. Biết cách dùng các gia vị hàng ngày giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch để chống chọi lại mọi mầm bệnh ngoại lai, cũng giống như đeo khẩu trang, mặc áo giáp cho từng tế bào vậy. 1. Mùi tàu, ngò gai. Mùi tàu chứa nhiều vitamin, chất khoáng và các loại tinh dầu. Theo đông y, mùi tàu có vị cay, hơi đắng, thơm, tính ấm, có tác dụng sơ phong thanh nhiệt, kiện tỳ, hành khí, tiêu thũng, giảm đau. Thầy thuốc xưa dùng mùi tàu để phòng và trị cảm sốt, giảm đau, sỏi thận, trị hôi miệng, huyết áp, rối loạn tiêu hóa. 2. Húng quế. Húng quế giàu chất chống oxy hóa mạnh, là nguồn phong phú canxi, kali và sắt. Húng quế còn là vị thuốc bổ tốt cho chứng buồn nôn, giảm mất trí nhớ, chống trầm cảm. 3. Ớt cayenne. Ớt cayenne có 26 loại chất dinh dưỡng khác nhau, gồm kẽm, selen, canxi, magie, vitamin A và C. Đặc biệt, chất nitroglycerin được ví như món quà của Thiên Chúa dành cho hệ tim mạch. Bác sĩ John Christopher và Richard Schott người Mỹ rất hay dùng ớt để phòng và trị bệnh. Ớt cayenne thường được sấy khô và nghiền hoặc nghiền nhão để làm gia vị, cũng có thể dùng tươi trong các món ăn. 4. Rau mùi. Rau mùi có tác dụng giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hạ đường huyết và chống nhiễm trùng, cải thiện thị lực, giúp răng miệng khỏe mạnh. 5. Tỏi. Trong tỏi có chứa selen, canxi, tinh dầu và một số hợp chất lưu huỳnh rất tốt cho sức khỏe như allicin. Nghiên cứu cho thấy tỏi có thể giúp phòng và trị hơn 150 chứng bệnh khác nhau, bao gồm nhiều bệnh do virus gây ra. Hãy dùng tỏi đều đặn trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng không nên quá nhiều. 6. Gừng. Trong củ gừng có các hoạt chất, tinh dầu zingiberen, chất nhựa, chất cay, tinh bột. Gừng có tác dụng tán hàn, long đờm, thường được dùng để chữa các chứng phong hàn và kích thích tiêu hóa. 7. Tía tô. Theo đông y, tía tô có vị cay, tính ấm, đi vào kinh tâm và phế, làm toát mồ hôi, hạ khí, tiêu đờm. Toàn bộ cây tía tô đều có tác dụng trị bệnh rất hiệu nghiệm. Lá tía tô có tác dụng chữa hắt hơi, sổ mũi do viêm long đờm hô hấp trên, cảm mạo, sốt, ho, giúp tiêu hóa. Cành tía tô có tác dụng an thai. Quả tía tô có tác dụng chữa ho, trừ đờm, hen suyễn, tê thấp. Dùng tía tô cùng các món ăn, đặc biệt là hải sản, giúp cơ thể giải độc, tiêu hóa tốt. 8. Mùi tây. Mùi tây có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo, tăng cường hệ miễn dịch. Trà mùi tây có thể sử dụng như một chất lợi tiểu, kiềm chế huyết áp, khỏe thận. Nó cũng hay được dùng trong vai trò của thuốc điều hòa kinh nguyệt. 9. Nghệ. Vũ khí nổi tiếng nhất của nghệ là curcumin, giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Hãy kết hợp nghệ hoặc tinh bột nghệ cùng với bông cải xanh, bắp cải, củ cải để giảm thiểu nguy cơ ung thư hoặc làm chậm quá trình phát triển của các khối u. 10. Tiêu đen. Tiêu đen còn chứa hàm lượng piperine. Chất này giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, chống viêm, diệt khuẩn, giảm đau. Dùng tiêu đen phòng và trị các bệnh đường ruột, cảm cúm, mệt mỏi, chướng hơi. Ngoài ra, bạn nên chú ý tăng cường các loại thực phẩm giàu vitamin, nhất là vitamin C. Một khi bạn có hệ miễn dịch khỏe mạnh, sẽ giúp cơ thể tránh được các loại mầm bệnh. Hãy để thực phẩm là thuốc, và thuốc chính là thực phẩm, giống như lời của ông tổ y học hiện đại, Hippocrates.